Là một đô thị lớn của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều khu nhà ở đạt chuẩn cả về mặt kiến trúc lẫn không gian sống trong cư dân đô thị. Những ngôi biệt thự sang trọng, những tòa cao ốc hiện đại, các chung cư cao cấp đã góp phần tạo dựng nên hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh văn minh và phát triển. Nhưng cách trung tâm thành phố chẳng bao xa, vẫn còn tồn tại không ít những khu nhà lụp xụp, mọc gian và trên những dòng kênh, con rạch đang bị ô nhiễm nặng nề. Đây là một khu nhà ven kênh rạch ở quận 8. Bên ngoài thì rác, nước đen, bủa dây, bên trong thì ẩm thấp chật chội. Mùi ô nhiễm từ nước kênh đặc quánh vì trăm thứ rác thải, khiến cho bất kỳ ai đi ngang cũng phải choáng váng. Vậy mà ngày ngày vẫn có hàng trăm con người tá túc trong dãy nhà sàn đầy tạm bợ dọc kênh. Họ đã sống và sinh hoạt như thế nào trong môi trường như thế? Ở đây thì chú có được xây sửa nhà cửa, có được cho phép xây sửa nhà không? Được phép là gì, tôi cũng có xin phép ở ủy ban. Thì ủy ban cũng thấy nhà thì cũng hư hao. Thì một dột thì ở trên ủy ban cũng cho để sửa chữa. Thế cái đất này là đất chú có chủ quyền luôn hay là chú chỉ ở tạm đây thôi? Đây là cái kinh rạch, nói chung là kinh rạch. Thì bây giờ mình chỉ xà bần mình đổ lên thành cái nền để xây dựng thôi. Cháu thấy đứng ở đây có chừng một vài phút thôi mà cái mùi nó bốc lên rất là nặng. Thì không biết nhà mình ở đây lâu vậy thì rồi sao mà chịu được? Thì có bác bà con ta cũng than phiền cái này. Nhưng mà bãi cảnh nó chịu thôi. Môi trường thì nó ô nhiễm lắm cô ơi. Cô thấy không? Kinh rạch nước không chảy được. Như một số hộ dân á, thì từ các nơi khác người ta về, rồi một số thì qua cái đời sống ta tại đây thì bắt đầu là người ta cất nhà ở trên khu vực này. Thì càng ngày á, thì nó càng là phát triển. Thành ra do đó thì khi mà phát triển như vậy á, thì cái số người ta có cái nhu cầu về nhà ở á, càng ngày càng lớn. Thành ra khi mà một số khu vực giải tỏa hoặc là một số người dân ta không có điều kiện thì người ta về đây cái người ta lấn ra cái rạch ok. Những căn nhà ở khu vực ven kênh rạch được xây bằng những tấm tôn rỉ sét, những tấm ván gập ghềnh, mục bở vì ngấm nước lâu ngày tại kênh đôi, con kênh nối quận 5 và quận 8. Phải mất ít phút làm quen với ánh sáng nhò nhòa, chúng tôi mới nhìn thấy lờ mờ những khuôn mặt và các vật dụng trong những ngôi nhà bé nhỏ siêu vẹo tại đây. Dường như những tia nắng ban mai tươi sáng chưa bao giờ chịu ghé lại bên hiên những ngôi nhà tạm bợ này dẫu chỉ một lần. 10 đến 30 mét vuông là không gian sinh hoạt cho 7 đến 8 nhân khẩu, nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm, phòng ngủ, tất cả gói gọn trong chừng ấy diện tích. Vài căn nhà có được nhà vệ sinh thì cũng chỉ được che chắn tạm bợ bằng những tấm tôn rỉ sét, lủng lỗ chỗ, quần áo thì phơi ngang dọc trên thành nhà, dưới chân nhà trôi lềnh bềnh trên dòng nước vừa đen vừa nhớp lúa dầu mỡ là những hộp nhựa đựng thức ăn, bao ni lông, vỏ trái cây và thậm chí là cả chất hữu cơ từ một số hộ dân không có nhà vệ sinh riêng. Thưa ông, quận 8 là một trong những quận có số nhà trên và ven kênh rạch nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Và những cái người dân sống ở đây thì thường là có cái thu nhập rất là thấp. Vậy thì chính quyền có cái sự hỗ trợ nào đối với những người dân để họ có thể tham gia vào cái chương trình chỉnh trang lại diện mạo đô thị của quận? Như chúng ta đã biết thì đa số những người dân mà sống trên và ven kênh và cái khu nhà lụp xụp này thì đa số là dân nghèo. Cho nên là Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện cái chỉ đạo thành phố thì sẽ phối hợp với Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Sở Tài chính thành phố để xây dựng cái quy chế về việc bố trí tái định cư này. Trong đó là ưu tiên theo cái hình thức là cho thuê hoặc là bán trả góp cho những cái hộ mà di dời giải tỏa này. Đồng thời là có cái chính sách hỗ trợ theo đúng cái quyết định 156 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân 8 đã có cái kiểm tra rà soát và thúc đẩy các tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn quận để mà nhằm có cái nguồn quỹ nhà cũng như là có cái diện mạo của cái quận nó tốt hơn.
Chỉnh trang đô thị không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố theo hướng đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, mà còn tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, cho cộng đồng. Vì vậy, rất mong chủ trương chỉnh trang đô thị giải quyết thực trạng nhà lụp sụp, nhà trên và ven kênh rạch của thành phố sẽ được các địa phương quan tâm thực hiện và nhận được sự hưởng ứng và hợp tác tích cực từ phía người dân để thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển cả về hình thức lẫn chất lượng sống. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư từ đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Xin vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 9102550 hoặc 0979091909 hoặc hộp thư 688, bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại bận rộn và căng thẳng khiến cho con người ta dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi triền miên mà không rõ nguyên nhân. Đó có thể là một trong những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bị chứng suy nhược cơ thể. Vậy, suy nhược cơ thể là như thế nào và làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa được nó? Xin mời quý vị cùng Thanh Vân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Lưu Xuân Thu, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để cùng trao đổi rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Xin chào bác sĩ. Chào Thanh Vân, chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, suy nhược cơ thể có phải là một bệnh lý không ạ? Suy nhược cơ thể là một cái tình trạng suy giảm chức năng của một số các cái cơ quan trong cơ thể chúng ta. Thường thì nó biểu hiện bởi cái người bệnh làm việc rất là dễ mệt mỏi, căng thẳng và thiếu cái sự hưng phấn, sáng tạo ở trong cái công việc. Những cái triệu chứng này nó cứ tái đi tái lại và đôi lúc thì nó giảm, có lúc thì nó lại tăng. Chính những cái điều đó làm cho cái người bệnh đôi lúc lại không có quan tâm và ngay cả những cái người thầy thuốc cũng khó tìm đi cái căn nguyên của nó. Vậy bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân nào đã dẫn đến chứng suy nhược cơ thể được không ạ? Về cái suy nhược cơ thể thì người ta có thể chia thành hai cái nhóm căn nguyên. Cái nhóm căn nguyên thứ nhất đó là do cái nguyên nhân về thể chất. Cái nhóm căn nguyên thứ hai là về cái tinh thần. Cái nhóm căn nguyên về thể chất đó thì chúng ta thấy là bệnh nhân có thể bị thiếu máu, rồi bệnh nhân thiếu cái chất dinh dưỡng, thiếu một số các cái vi chất, các cái vitamin và cái khoáng chất ở trong cơ thể, hoặc là một số những cái bệnh mà thực thể có thể đưa tới cái thiếu dinh dưỡng, ví dụ như là những cái bệnh lý về tiêu hóa mãn tính, có thể là do viêm dạ dày, có thể là những cái bệnh đường ruột chẳng hạn, hoặc là một số những cái bệnh về hô hấp mãn tính, có thể là do cái hen phế quản, những cái bệnh phổi mãn tính hoặc là bệnh tim mạch, cũng là những cái nhóm nguyên nhân đưa tới cái căn nguyên làm cho cái bệnh nhân suy nhược cơ thể. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm về cái tinh thần. Cái nhóm về tinh thần thì thường là chúng ta làm việc quá căng thẳng là cũng là cái nguyên nhân, hoặc là có những cái stress ở trong cái công việc hay là ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, chính những cái đó cũng là cái nguyên nhân đưa tới cái suy nhược cơ thể. Có thể một số những cái nguyên nhân sau những cái bệnh lý về cái tâm thần kinh, ví dụ như là bệnh nhân bị tâm thần thì họ cũng rất là lười ăn, hoặc là một số những cái bệnh nhân sau cái tai biến mạch máu não hay là những bệnh lý về thần kinh thì họ ăn uống rất là kém. Hai cái nhóm nguyên nhân trên là về cái thể chất hay là về tinh thần, cuối cùng thì nó cũng đem lại một cái hậu quả là cái suy nhược cơ thể rất là nặng. Bệnh nhân có thiếu máu, rồi thiếu các cái dưỡng chất, thiếu các cái loại vitamin, và chính những cái tình trạng này làm cho cái cơ thể nó càng ngày càng suy nhược thêm. Vâng, vậy làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa được chứng suy nhược cơ thể ạ? Thực ra thì trong cái suy nhược cơ thể, cái cách phòng ngừa nó cũng rất là dễ dàng. Chúng ta nên sắp xếp về cái công việc cho nó điều độ và với cái thời gian nghỉ ngơi. Rồi chúng ta ăn uống điều độ, cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Rồi chúng ta ngủ cho đủ giấc. Các cái sinh hoạt về những vui chơi giải trí chúng ta cũng nên sắp xếp có thời gian. Chúng ta nên cung cấp thêm những cái khoáng chất mà thiếu và những cái vitamin mà thiếu để cho giúp cơ thể nó hồi phục nhanh hơn. Đồng thời ngoài những cái cách làm đó thì chúng ta nên đi khám để xác định những cái căn nguyên tiềm ẩn mà có thể đưa tới cái suy nhược cơ thể. Ví dụ như cái bệnh lý về tiêu hóa, về tim mạch hay hô hấp mà chúng ta nêu ở trên thì cái việc điều trị nó sẽ được hiệu quả hơn. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. Xin cảm ơn nhãn hàng Enervon của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mệt mỏi làm phiền bạn? Đã có Enervon vượt qua mệt mỏi hàng ngày với Enervon. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Những ca khúc theo dòng thời gian đã in sâu vào ký ức của nhiều người yêu âm nhạc, lần lượt sẽ được trình bày trong đĩa DVD ca nhạc với chủ đề Hương xưa. Đĩa DVD đang được phát hành tại cửa hàng Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số 2729 Quỳnh Thúc Kháng, điện thoại 9147538. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV7 tối nay từ 19 giờ gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ nụ cười tuổi thơ, 19 giờ 30 phút cùng con vững bước, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Một ngày không có em tập 68, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Một thoáng mộng mơ tập 13, 23 giờ 45 phút tin.
Và một khi những điều này chưa được các cấp chính quyền và doanh nghiệp quan tâm thì sẽ ngày càng có thêm nhiều khu nhà nhếch nhác phá dỡ bộ mặt đô thị, và nhất là không tránh khỏi phát sinh các tệ nạn xã hội. Mong mỏi của người lao động là được trở về với cuộc sống bình ổn sau mỗi ngày làm việc vất vả, và chỉ đơn giản có vậy thôi. Để chăm lo về đời sống và nhà ở cho công nhân đó, thì nhà nước đã có cái quy định là bằng cái nghị định 95 ở điều 20 đó, thì quy định rằng tất cả những dự án đầu tư vấn đề nhà ở thì đều phải dành 20% quỹ đất đã được là xây dựng hạ tầng cơ sở để xây nhà ở cho công nhân. Bên cạnh đó, những cái dự án mà có mục đích là xây nhà ở xã hội cho người lao động thì có nhà nước trong thuê tiền thuê đất thì nhà nước cho thuê 50 năm và miễn tiền là sử dụng đất. Đối với những hộ tư nhân mà có cái dự án xây nhà ở cho công nhân thì nhà nước cũng có những ưu đãi về tiền thuê đất như thế. Đấy. Thì như thế thì để khuyến khích cho các doanh nghiệp để họ xây nhà cho công nhân đó, thì hiện nay nhà nước cũng vừa mới ban hành những quy định, tức là cho được đây là những chi phí hợp lý thì được tính vào trong cái giá thành sản phẩm và được miễn cái tiền thuế thu nhập. Nhà nước cũng phải cần có một cái quy định là thường xuyên các đoàn thể phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát cái việc là thực hiện các quy định của các khu nhà trọ cho công nhân, đặc biệt là các cái hộ dân cư họ xây nhà trọ để công nhân thuê để đảm bảo cho cuộc sống người lao động, thì như thế thì cuộc sống người ta mới an toàn được. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 910-2550, 0979-091-909 hoặc hộp thư 688 Thư điện Trung tâm Sài Gòn. Quý vị khán giả thân mến, bên cạnh bữa ăn chính trong gia đình thì chúng ta còn có thêm những bữa ăn phụ giúp bổ sung thêm các chất dinh dưỡng, và sữa chua là một trong số những sản phẩm được ưa chuộng nhất. Và bây giờ mời quý vị cùng Thanh Vân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Yến Thủy, một chuyên gia dinh dưỡng, để cùng tìm hiểu về lợi ích của sữa chua mang lại cho sức khỏe của chúng ta, quý vị nhé. Chị Thủy! Ủa? Vâng, hôm nay rảnh đến thăm chị hả? Dạ, hôm nay em được nghỉ một ngày cho nên đến nhà chị chơi. Ủa, mình đang làm sữa chua hả chị? Đúng rồi, sữa chua với sữa đặc có đường. Nhưng mà chị nè, sữa chua có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của mình vậy chị? Nó có bổ không chị? Em thấy nè, sữa chua thì làm bằng sữa ha, cho nên là hầu như sữa chua có tất cả các giá trị dinh dưỡng của sữa. Cũng có chất bột đường nè, là chất đường lactose, rồi chất béo nè, chất đạm, có canxi và rất nhiều vitamin và khoáng chất khác. Chỉ có một cái khác là trong sữa chua á, mình sẽ dùng một cái loại men, một cái loại vi khuẩn có lợi cho tiêu hóa để mà lên men cái đường lacto ở trong sữa. Thì nó làm cho sữa chua có cái vị chua chua rất là ngon, dễ chịu á. Và một cái điều nữa là nó sẽ cung cấp cho tiêu hóa của mình một cái lượng vi sinh có lợi cho tiêu hóa, và nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp tăng cái miễn dịch ở trong đường ruột và phòng chống các cái nhiễm trùng của đường ruột. Dạ, nhưng mà một ngày á mình phải ăn bao nhiêu sữa chua là tốt nhất hả chị? Sữa chua thì có thể là tùy ý thích của mỗi người thôi, có thể là ăn mỗi ngày hay cách ngày 100 đến 200 ml cũng được. Đặc biệt em biết không, sữa chua có một cái lợi rất là đáng kể là những cái người mà bớt dung nạp lactose hay là thiếu men lacta để tiêu sữa đó, thì khi em thấy là một số người uống sữa hay bị đau bụng tiêu chảy không, thì khi dùng sữa chua á, thì do mình lên men một phần cái đường lactose cho nên là cái hàm lượng đường lactose trong sữa chua nó thấp, và khi mà ăn thì sẽ không có bị những cái rối loạn tiêu hóa đó. Nhưng mà còn cái quy trình thực hiện sữa chua thì là sao hả chị? Cái nồi này để làm gì? Cái này là để hồi nữa mình sẽ ngâm để mà lên men cái sữa chua này. Thì mình làm sữa chua có thể làm bằng sữa đặc có đường, hoặc là tốt hơn thì có thể mình làm bằng sữa tươi hoặc là sữa bột mình pha với nước hoàng tươi trở lại, thì thành phần dinh dưỡng nó sẽ tốt. Nhưng mà làm sữa có đường thì cái độ dẻo của nó sẽ ngon hơn, cái độ dẻo của nó là thì nó hấp dẫn hơn là cái sữa bột hay sữa tươi, nhưng mà ngược lại thì sữa bột thì nó bổ hơn ha. Vậy là bữa nay em bổ sung thêm được nhiều thông tin bổ ích rồi. Lát nữa em ở đây chơi á, chị làm xong cái cho em xin mấy hũ về nhà em ăn ha. Nhưng mà phải chờ 4-5 tiếng đó nha. Dạ, sẵn sàng. Rồi. Để em giúp chị nha. Rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn.
Và Thanh Vân hy vọng là qua chương trình hôm nay, quý vị đã biết thêm được những lợi ích mà sữa chua mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Xin cảm ơn nhãn hàng Enervon của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt. Ngày lặng trôi nơi đây. Khắp phố nơi đâu nơi xin em mang lang thang trong mưa cô đơn. Vì từ nay em không được về nữa. Nói đến tình cảm mênh mông mà Bác Hồ đã dành cho miền Nam, hình ảnh đậm nét như một biểu tượng mà nhân dân cả nước và bè bạn năm châu thường liên tưởng đến, đó là cây vú sữa miền Nam. Cây vú sữa non mà bà Sảnh chọn gửi cho Bác Hồ có ba nhánh. Bà nghĩ đó là ba miền đất nước trong trái tim của Bác. Nhà thơ Chế Lan Viên có hai câu thơ thật bình dị nhưng đã làm rung cảm biết bao người đọc. Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở. Thơ về cảnh đẹp lịch sử xứ Huế được khắc lên bia đá thường là thơ của các bậc vua chúa, xúc tích và rất hay. Các bài thơ khắc trên bia đá đến nay vẫn còn dưới chân núi Ngự Bình hay nơi cửa biển Thuận An. Trên những đồ sứ ký kiểu đầu tiên của triều Nguyễn có để thơ nôm của vua Gia Long. Ma túy là một hiểm họa của toàn nhân loại vì nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, tài sản, phá hoại hạnh phúc mà điều nguy hại nhất là nó làm cho băng hoại thế hệ trẻ, tương lai của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng thế giới. Theo thống kê từ các cơ quan chức năng nhà nước và các tổ chức xã hội thì tình hình tội phạm ngày càng trẻ có mối quan hệ mật thiết với độ tuổi nghiện ma túy ngày càng nhỏ dần. Em bị nghiện... Anh có biết cái sự lúc trước đó là có hại không? Có biết khi anh sử dụng không? Lúc trước thì kiểu như em ở ngoài thì nói chung là ăn chơi này kiểu như mình ham vui mình chơi. Trong lúc mà anh cai nghiện đó anh có cảm giác như thế nào? Cảm giác rất là mệt và hay bị tiêu chảy này nọ. Rồi anh có nghĩ về những cái giây phút trước đó không? Vì sao mà mình phải để cho có những cái giây phút mà phải vật vã, phải đau đớn như vậy? Có nghĩ lại những giây phút trước đó không? Mình cũng nghĩ những giây phút đó trước mình đừng có nên chơi mà để bây giờ mình sẽ không bị vật vã nữa. Một công dân lương thiện trở thành đồng phạm và tội phạm ma túy thật quá gần. Nếu bạn không đủ sáng suốt và dũng cảm để đấu tranh với chính bản thân và tố giác những kẻ gieo rắc cái chết trắng với các cơ quan có thẩm quyền thì không chỉ cuộc đời bạn bị hủy hoại mà cả cuộc đời những người thân yêu của bạn cũng đang bị đe dọa. Từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 910-2550, 0979-091-909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
Và các bạn thân mến, có được một trí nhớ tốt là điều mà ai ai cũng mong muốn. Nhưng làm sao để ước muốn này sẽ trở thành sự thật? Xin mời quý vị cùng trao đổi về vấn đề này với thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng xem một đoạn video clip quý vị nhé. Nè con ăn ốc heo nè con. Ốc heo ngon lắm đó nha, ăn cho bổ ốc nha. Nè con hả miệng con ăn ngon, làm đầu hoàng ra ngon lắm đó, giỏi lắm. Thương nè. Con không chịu ăn. Sao vậy, sao không ăn? Thưa chị Yến Phi, chị có ý kiến như thế nào về đoạn video clip vừa rồi ạ? Để mà cần thiết cho cái sự phát triển não, phát triển trí nhớ thì mình cần hai điều cơ bản. Thứ nhất là cái bộ não phải tốt, và thứ nhì là cái khả năng học tập tư duy, cái phương pháp tư duy học tập nó tốt. Thì cái dinh dưỡng thì nó có vai trò trong cái chuyện mà phát triển não bộ, còn cái phương pháp giáo dục thì nó có vai trò trong phát triển tư duy. Cho nên cái ốc heo nếu như mà nó có tác dụng thì nó chỉ có tác dụng trong cái chuyện mà phát triển não bộ thôi. Bởi vì ngoài cái ốc heo thì trẻ còn cần rất là nhiều loại chất béo khác, cho nên trung bình một tuần ăn một lần thì chắc là đủ rồi. Vâng, những chất dinh dưỡng nào hỗ trợ cho trí nhớ của chúng ta phát triển tốt ạ? Chất dinh dưỡng mà gọi là tốt cho trí nhớ đó là chất bột đường, bởi vì tế bào não của chúng ta sử dụng chất bột đường để làm năng lượng. Ngoài ra thì chúng ta còn cần cung cấp thêm các cái chất vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1, B6, các cái chất vitamin A, vitamin C để cho tỉnh táo. Và có một cái thứ mà chúng ta cũng không nên quên đó là sắt, bởi vì sắt thì nó không ảnh hưởng trực tiếp lên tế bào não, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến não thông qua cái việc thiếu máu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gia tăng cái lượng sữa nè, trứng nè, các cái chế phẩm của sữa cho trẻ, và trong cái quá trình mà cung cấp các vitamin C tạo điều kiện cho sắt nó dễ hấp thu hơn. Vậy ngoài yếu tố dinh dưỡng thì còn yếu tố nào khác giúp cho chúng ta có được một trí nhớ thật là tốt không ạ? Cái trí nhớ thì là cái điều không thể nào được tạo thành trong vòng một tuần lễ hay là trong vòng một tháng được, mà chúng ta phải rèn luyện trí nhớ bằng cách là tạo cho mình những cái suy nghĩ mạch lạc, cách diễn tả tư duy một cách rõ ràng. Cho nên ngay từ bé thì nên tạo cho trẻ cái thói quen là lập cái thời gian biểu và học tập theo một thời gian biểu nhất định. Thì chúng ta cũng lưu ý là cũng tránh cái chuyện mà ép trẻ phải học quá nhiều khi mà cái não trẻ còn chưa có trưởng thành, tức là trước 6 tuổi, hoặc là bắt trẻ học trong một thời gian quá dài thì cái việc mà tế bào não nó mệt mỏi á, nó cũng sẽ dễ dàng làm cho cái trí khả năng ghi nhớ nó giảm đi. Lúc nào mà trẻ mệt thì tốt nhất là cho trẻ đi ngủ một giấc, bởi vì một cái giấc ngủ sâu thì nó sẽ giúp phục hồi tế bào não, và như vậy thì sau giấc ngủ thì thường khả năng ghi nhớ nó cũng trở nên tốt hơn hẳn. Vâng, cảm ơn chị Yến Phi đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để có được một trí nhớ tốt thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho não bộ và thường xuyên rèn luyện tư duy. Hy vọng là quý vị đã biết cách chăm sóc và rèn luyện cho mình cũng như cho bé để có được một trí nhớ thật tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Xin cảm ơn nhãn hàng Nutroplex của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhanh nhạy, phong phú về nội dung, hiện đại, mới lạ, sáng tạo trong thể hiện. Thế giới 24 giờ, tạp chí thông tin thế giới qua truyền hình. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:50 hàng ngày trên HTV7, bắt đầu từ ngày 1/7/2008. Tự hào sở hữu vé tham dự 3 sự kiện, cơ hội duy nhất chiêm ngưỡng vẻ đẹp và phần thể hiện tài năng của 80 hoa hậu dự thi. Lần đầu tiên chứng kiến hậu trường sân khấu, chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn và phong cách làm việc của các hoa hậu. And so Miss Universe 2000... Cơ hội gặp trực tiếp các nhân vật nổi tiếng và chia sẻ cảm xúc đăng quang của tân hoa hậu Hàn Quốc 2008, Diamond Bay, Nha Trang, Việt Nam. Chúng tôi tự hào tài trợ cuộc thi này.
30 phút, sinh tồn nơi khắc nghiệt, 2 giờ phim tài liệu khoa học đánh cá, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Tôi Là Ngôi Sao tập 17, 3 giờ 20 phút giải trí nước ngoài, 3 giờ 35 phút thế giới ở đây, những người chứng thực chuyện lạ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Thì cái công viên trước hết là cái nơi công cộng để cho không chỉ là những người dân ở thành phố mà những người khác tới hoặc là những người nước ngoài họ đi qua thì họ như thế thì họ đánh giá là không có tốt về mình. Chứ có nhiều khi gặp, nhiều khi ôm nhau, hung hít, có nhiều khi giống tự nhiên giống như là những diễn viên điện ảnh. 8 giờ sáng chúng tôi quy định là 8 giờ là công viên phải sạch sẽ, công nhân đã đáp ứng được nhu cầu, nhưng sau thời gian đó thì rác lại được thải ra. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa về cái mỹ quan. Mỹ quan ở đây thì một số lái xe là rất là vô ý thức. Khi họ đậu xe ở bãi xe thì họ có nhà vệ sinh nhưng họ không đi. Khi họ mở cửa xe ra làm cái nơi phương tiện để cho họ đi thẳng xuống đường, họ đi gốc cây, họ ăn quà, họ lại xả rác ra ngoài công viên. Thưa anh, vậy thì có khi nào mà ban đêm mới đến công viên anh cảm thấy sợ không? Có chứ, thực tế mình cũng sợ, nói sợ thì không phải sợ, nhưng mà mình có cái cảm giác gì đó, nó mình tới những chỗ khác thì nó tốt hơn là tới công viên. Chúng tôi đã kết hợp với chính quyền địa phương, cụ thể là các cái ban ngành như ủy ban phường và công an phường để làm tốt công tác truy quét các tệ nạn xã hội. Chính từ đó đến nay và cho đến hiện tại thì công viên Hàng Bang 9 đã là một cái điểm đến thực sự là an toàn đối với du khách. Công viên cây xanh đã gắn chặt người dân thành thị từ bao giờ? Người dân có thói quen dành chút thời gian để ra công viên dạo chơi, tập thể dục. Những cảnh tượng trên làm cho người dân phải e dè, lo ngại. Vì vậy, ngoài mặt nâng cao ý thức bảo vệ công viên của người dân, các cơ quan chức năng nên xem xét và đề ra hướng giải quyết tệ nạn xã hội, trật tự đô thị để công viên cây xanh luôn là địa điểm văn hóa của mọi người. Tôi mong nhận được từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 910-2550, 0979-091-909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và các bạn thân mến, có được một trí nhớ tốt là điều mà ai ai cũng mong muốn. Nhưng làm sao để ước muốn này sẽ trở thành sự thật? Xin mời quý vị cùng trao đổi về vấn đề này với thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng xem một đoạn video clip quý vị nhé. Nè con ăn ốc heo nè con. Ốc heo ngon lắm đó nha, ăn cho bổ ốc nha. Nè con hả miệng con ăn ngon, làm đầu hoàng ra ngon lắm đó, giỏi lắm. Con ngon nhiều ăn. Sao vậy, sao không ăn? Thưa chị Yến Phi, chị có ý kiến như thế nào về đoạn video clip vừa rồi ạ? Để mà cần thiết cho cái sự phát triển não, phát triển trí nhớ thì mình cần hai điều cơ bản. Thứ nhất là cái bộ não phải tốt, và thứ nhì là cái khả năng học tập tư duy, cái phương pháp tư duy học tập nó tốt. Thì cái dinh dưỡng thì nó có vai trò trong cái chuyện mà phát triển não bộ, còn cái phương pháp giáo dục thì nó có vai trò trong phát triển tư duy. Cho nên cái ốc heo nếu như mà nó có tác dụng thì nó chỉ có tác dụng trong cái chuyện mà phát triển não bộ thôi. Bởi vì ngoài cái ốc heo thì trẻ còn cần rất là nhiều loại chất béo khác, cho nên trung bình một tuần ăn một lần thì chắc là đủ rồi. Vâng, những chất dinh dưỡng nào hỗ trợ cho trí nhớ của chúng ta phát triển tốt ? Chất dinh dưỡng mà gọi là tốt cho trí nhớ đó là chất bột đường, bởi vì tế bào não của chúng ta sử dụng chất bột đường để làm năng lượng. Ngoài ra thì chúng ta còn cần cung cấp thêm các cái chất vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1, B6, các cái chất vitamin A, vitamin C để cho tỉnh táo. Và có một cái thứ mà chúng ta cũng không nên quên, đó là sắt. Bởi vì sắt thì nó không ảnh hưởng trực tiếp lên tế bào não, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến não thông qua cái việc thiếu máu.
Vâng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gia tăng cái lượng sữa nè, trứng nè, các cái chế phẩm của sữa cho trẻ. Và trong cái quá trình mà cung cấp các thực phẩm giàu chất sắt như là thịt cá hay là huyết á, thì chúng ta cũng dùng thêm rau, trái cây tươi để cung cấp vitamin C, tạo điều kiện cho sắt dễ hấp thu hơn. Vậy ngoài yếu tố dinh dưỡng thì còn yếu tố nào khác giúp cho chúng ta có được một trí nhớ thật là tốt không ạ? Xong, nếu xảy ra ứng phó kịp thời đối với bão thì chúng tôi sẽ xử lý rồi. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ đã có báo cáo với lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố về tình hình chuẩn bị các phương án, phương tiện, địa điểm, hậu cần cho việc phòng chống lụt bão, di dời sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương nhằm mục đích thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có nghĩa là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Và ba sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi xảy ra thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố đã đánh giá tốt về công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của huyện Cần Giờ và đã có những chỉ đạo cụ thể lên phương án chi viện ứng cứu cho tiền phương thường xuyên gánh chịu lụt bão này. Thưa ông, xin ông cho biết kết quả của chuyến đi khảo sát và kiểm tra phương tiện và trang thiết bị để phòng chống lụt bão. Do chỉ đạo của thành phố và đồng thời của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão chuẩn bị cho cái kế hoạch hàng năm, đặc biệt là do cái thời tiết khí hậu nó thay đổi thất thường, do đó cái công tác mà chuẩn bị cũng như cái ý thức cũng như cái công tác giáo dục cho người dân thì đã thành phố cũng đã chuẩn bị từ nhiều năm nay, đặc biệt là năm vừa rồi. Do đó cái công tác mà chuẩn bị năm nay từ cái quán triệt trong công tác chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, thực hiện cái chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố và cái quyết định 08 của chính phủ thì đã triển khai rất là tốt. Chúng ta đã có một cái phương án rất tương đối là hoàn chỉnh, đã xác định được là các cái điểm xung yếu khi bão đổ bộ vào có thể ảnh hưởng tới nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân, và chúng ta cũng xác định các cái địa điểm để mà di dời cho người dân đến cái nơi an toàn, rồi chúng ta cũng xác định tất cả các cái địa điểm để chúng ta tập kết dự trữ sẵn các cái trang thiết bị để mà khi có bão vào thì chúng ta ứng phó. Thì hôm nay thì kiểm tra mình thấy rằng là huyện Cần Giờ cũng như huyện Nhà Bè với cái sự chỉ đạo của thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, trong đó đặc biệt là có lực lượng quân sự thành phố, biên phòng thành phố, thì liên thông cũng như sở nông nghiệp đã thường xuyên là kiểm tra, do đó hôm nay chúng tôi thấy là rất là hài lòng trong cái việc là chuẩn bị của cái huyện Cần Giờ. Lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố đã quan tâm và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho công tác phòng chống lụt bão. Mong rằng tác hại của thiên tai bão lũ trong thời gian tới sẽ được giảm đến mức tối thiểu nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư từ đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Xin vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 9102550 hoặc 0979091909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Bạn thân mến, khi máu huyết trong cơ thể của chúng ta lưu thông tốt thì da dẻ của chúng ta sẽ trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Nhưng làm sao để có thể duy trì được nét tươi trẻ dài lâu như vậy? Xin mời quý vị cùng Thanh Vân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Yến Thủy, một chuyên gia dinh dưỡng để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Xin chào chị Yến Thủy. Xin chào Thanh Vân, xin chào quý vị khán giả. Thưa chị Yến Thủy, hệ thống mạch máu đóng vai trò như thế nào trong cơ thể của chúng ta ạ? Hệ thống mạch máu thì có được thể xem nôm na như là một cái hệ thống ống sẽ nối tiếp nhau đi từ tim đến các cơ quan bộ phận khác, đem dưỡng chất cũng như là oxy đến các cơ quan để nuôi dưỡng, đồng thời sẽ lấy đi những chất thải bỏ sau quá trình chuyển hóa, đưa đến gan, thận để lọc máu cũng như đưa đến phổi để tham gia quá trình trao đổi chất. Vì sao càng lớn tuổi thì da dẻ của chúng ta lại không được hồng hào và tươi tắn như lúc còn trẻ ạ? Thì ai trong chúng ta cũng có một cái hệ thống mạch máu rất là phong phú, mạch máu nhỏ ở dưới da. Thì đối với trẻ em á, thì mạch máu còn có cái khả năng mềm dẻo, đàn hồi tốt, cho nên là rất là thông thoáng và máu có thể chảy mạnh. Mình thấy được rõ ràng cái màu sắc hồng của máu ở dưới da, cũng như là da được nuôi dưỡng rất là tốt.
Còn khi lớn lên á, thì thường cái quá trình lão hóa làm cho cái thành mạch máu chúng ta trở nên giòn cứng, cộng thêm với cái khoảng mà có bị xơ vữa động mạch thì những cái mảng xơ vữa sẽ đóng vào trong thành mạch máu, làm cho mạch máu sẽ nó hẹp cái lồng lại và máu sẽ chảy khó khăn, dẫn đến nuôi dưỡng các cơ quan sẽ kém đi. Vậy làm sao để chúng ta có... Thì rút kinh nghiệm cái đợt cơn bão số 5 năm 1997 và cơn bão số 9 2006 và năm 2007 thì thành phố đã chỉ đạo cho Cần Giờ tổ chức diễn tập cấp huyện. Năm 2008 thì thành phố sẽ tổ chức diễn tập cấp thành phố. Muốn làm được cái việc này thì cho đến giờ này thì mọi công tác chuẩn bị thì cơ bản thì đã chuẩn bị xong. Nếu xảy ra ứng phó kịp thời đối với bão thì chúng tôi sẽ xử lý được. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ đã có báo cáo với lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố về tình hình chuẩn bị các phương án, phương tiện, địa điểm, hậu cần cho việc phòng chống lụt bão, di dời sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương nhằm mục đích thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có nghĩa là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Và ba sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi xảy ra thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố đã đánh giá tốt về công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của huyện Cần Giờ và đã có những chỉ đạo cụ thể lên phương án chi viện ứng cứu cho tiền phương thường xuyên gánh chịu lụt bão này. Thưa ông, xin ông cho biết kết quả của chuyến đi khảo sát và kiểm tra phương tiện và trang thiết bị để phòng chống lụt bão. Do chỉ đạo của thành phố và đồng thời của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão chuẩn bị cho cái kế hoạch hàng năm, đặc biệt là do cái thời tiết khí hậu nó thay đổi thất thường. Do đó cái công tác mà chuẩn bị cũng như cái ý thức cũng như cái công tác giáo dục cho người dân thì đã thành phố cũng đã chuẩn bị từ nhiều năm nay, đặc biệt là năm vừa rồi. Do đó cái công tác mà chuẩn bị năm nay từ cái quán triệt trong công tác chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, thực hiện cái chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố và cái quyết định 8 của chính phủ thì đã triển khai rất là tốt. Chúng ta đã có một cái phương án rất tương đối là hoàn chỉnh, đã xác định được là các cái điểm xung yếu khi bão đổ bộ vào có thể ảnh hưởng tới nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân, và chúng ta cũng xác định các cái địa điểm để mà di dời cho người dân đến cái nơi an toàn, rồi chúng ta cũng xác định tất cả các cái địa điểm để chúng ta tập kết dự trữ sẵn các cái trang thiết bị để mà khi có bão vào thì chúng ta ứng phó. Thì hôm nay đi kiểm tra mình thấy rằng là huyện Cần Giờ cũng như huyện Nhà Bè với cái sự chỉ đạo của thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, trong đó đặc biệt là có lực lượng quân sự thành phố, biên phòng thành phố, thì liên thông cũng như sở nông nghiệp đã thường xuyên là kiểm tra. Do đó hôm nay chúng tôi thấy là rất là hài lòng trong cái việc là chuẩn bị của cái huyện Cần Giờ. Lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã quan tâm và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho công tác phòng chống lụt bão. Mong rằng tác hại của thiên tai bão lũ trong thời gian tới sẽ được giảm đến mức tối thiểu nhằm đảm bảo tính mạng tài sản cho nhân dân. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư từ đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Xin vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 9102550 hoặc 0979091909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và các bạn thân mến, khi máu huyết trong cơ thể của chúng ta lưu thông tốt thì da dẻ của chúng ta sẽ trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Nhưng làm sao để có thể duy trì được nét tươi trẻ dài lâu như vậy? Xin mời quý vị cùng Thanh Vân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Yến Thủy, một chuyên gia dinh dưỡng để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Xin chào chị Yến Thủy. Xin chào Thanh Vân. Xin chào quý vị khán giả. Thưa chị Yến Thủy, hệ thống mạch máu đóng vai trò như thế nào trong cơ thể của chúng ta ạ? Hệ thống mạch máu thì có được thể xem nôm na như là một cái hệ thống ống sẽ nối tiếp nhau đi từ tim đến các cơ quan bộ phận khác, đem dưỡng chất cũng như là oxy đến các cơ quan để nuôi dưỡng, đồng thời sẽ lấy đi những chất thải bỏ sau quá trình chuyển hóa, đi đến gan, thận,
để lọc máu cũng như đưa đến phổi để tham gia quá trình trao đổi chất. Vì sao càng lớn tuổi thì da dẻ của chúng ta lại không được hồng hào và tươi tắn như lúc còn trẻ ạ? Thì ai trong chúng ta cũng có một cái hệ thống mạch máu rất là phong phú, mạch máu nhỏ ở dưới da. Thì đối với trẻ em á, thì mạch máu còn có cái khả năng mềm dẻo, đàn hồi tốt, cho nên là cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta, xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Em đợi ai một mình em trốn hoang sơ như loài hoang dã, giấc phù du chết tình yêu khi em về. Nguyễn Tỳ Triều Lộc mã số 05, bạn Hoàng Thị Uyên mã số 04 và bạn Nguyễn Ngọc Ánh mã số 03 đã bước vào vòng chung kết kế tiếp. Khán giả sẽ tiếp tục gặp lại bốn gương mặt xuất sắc này trong đêm thi chính. Ngày 9 tháng 10 năm 2008 cũng tại nhà hát Hòa Bình và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 20:30. Và lối đi về gặp kênh ai biết. Không chỉ tốt cho người mạnh khỏe, rất tốt cho bệnh nhân và người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Sữa còn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển cả về thể lực và trí lực cho trẻ em. Menamin có thể được hình thành là từ cái thuốc trừ sâu người ta gọi là Sizomazin. Cái thứ này nó trừ sâu thì khi con trâu, con bò mà nó ăn phải cái thuốc trừ sâu này thì nó có thể vào trong cơ thể nó cũng tạo ra menamin. Cái cây, cái cỏ, cái rau nó hấp thụ cái chất thuốc trừ sâu này, nó cũng chuyển hóa thành menamin. Và trong chén bát, rồi trong bàn ghế, rồi trong cái mặt của các cái nò lên thì nó thôi nhiễm ra và người ta đôi khi cũng hít phải. Nhưng mà tất cả cái nguồn đấy nó rất là bé và cơ thể ta có thể vượt qua được. Còn cái trường hợp này là họ chủ động bỏ melanin vào, vì thế mà nó gây ảnh hưởng rất là lớn. Với vai trò quan trọng trong dinh dưỡng, nên sự cố về một số sản phẩm sữa bột và sản phẩm được làm từ sữa nhiễm chất melamin, một hợp chất hữu cơ dùng sản xuất nhựa và phân bón, bị cấm dùng trong sản xuất thực phẩm, gây sạn thận và sau đó có thể dẫn đến một số biến chứng gây nguy hiểm cho trẻ em, đã tạo ra nhiều hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh và thầy cô giáo tại các nhà trẻ trường mẫu giáo. Từ cái đợt mà nghe nói melamin gì đó, thì họ có đưa mấy giấy chứng nhận xuống, những cái nào có thì còn để lên bán, những nào chưa có thì tạm thời thì để lại để chờ trả về. Khách hàng người ta mua người ta ấy, để mà sữa, cái sữa lạ thì người ta không có lấy. Mình có biết, tại vì thông thường mình bán trực tiếp, thì cái chất melamin đó, đó là một cái chất nó gây hại cho trẻ em và người lớn. Tăng một độ đạm thì phải dùng khoảng là 1,5 gram melamin trong 1 lít sữa thì mới tăng được một độ đạm. Có thể là cái melamin nó bám rất chặt vào protein, và có trong melamin nó có 3 cái nhóm, và 3 cái nhóm đó đều gắn chặt với lại protein, thành ra mình tạo thành cái khối, cho nên là cái khối đó nó làm tăng cái độ nhớt, cái độ quánh của sữa. Vì melamin có đến 66% là nitơ, nên khi đưa hợp chất này vào thực phẩm sẽ làm tăng chỉ số nitơ, tức là tăng độ đạm. Nhưng độ đạm này không mang hàm lượng dinh dưỡng như nitơ trong protein thật, vì vậy không được cơ thể hấp thu như các chất dinh dưỡng khác. Có rất ít công trình nghiên cứu về sự độc hại của melamin đối với sức khỏe của con người.
nhưng với tính chất khó hòa tan trong nước tiểu để được bài tiết ra ngoài, nên nếu melamin tích tụ nhiều có thể gây tổn hại đến cơ quan sinh sản, bàng quang, và riêng với trẻ em do chức năng của thận chưa hoàn chỉnh nên nguy cơ dễ bị sỏi thận tương đối cao và có thể dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, sữa là một nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối với trẻ em. Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị tất cả các nhà trẻ, các trường mẫu giáo không được cắt khẩu phần để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Vì vậy, làm thế nào để cho trẻ được cung cấp nguồn sữa một cách an toàn nhất? Đó chính là vấn đề rất được quan tâm trong tình hình hiện nay. Những đứa trẻ mà rất là còn nhỏ và cơ thể nó rất là mỏng manh yếu ớt, nó rất dễ bị nhiễm những cái gì mà độc hại và... Thế mà chính vì vậy mà cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề rất là quan trọng. Thì không chỉ những sữa này đâu mà mình cũng rất mong là các cơ quan chức năng ấy, tất cả những cái gì mà dành cho đứa trẻ thì đều phải được kiểm tra để đảm bảo tất cả an toàn cho trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị các trường học không sử dụng sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác và quá hạn sử dụng. Các đơn vị khi sử dụng các sản phẩm có liên quan đến sữa phải yêu cầu đơn vị hợp đồng cung cấp sữa xuất trình giấy xét nghiệm định tính chất melamin trong sữa theo quy định. Bên cạnh các giải pháp của các ngành chức năng và tinh thần trách nhiệm của nhà kinh doanh đối với cộng đồng, thì sự chủ động từ các bậc phụ huynh là rất quan trọng trong việc bảo đảm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho con em. Phụ huynh không nhất thiết phải sử dụng sữa đắt tiền, chỉ cần sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa đã được cơ quan chức năng xác nhận chất lượng sản phẩm. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 910-2550, 0979-091-909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Chất vitamin B giúp trẻ ăn ngon, lớn nhanh và khỏe mạnh. Mẹ nhìn con lớn nhanh chưa? Lisivit giúp trẻ ăn ngon, lớn nhanh và khỏe mạnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tiêu chảy cấp thời gian gần đây gây ra rất nhiều nỗi lo lắng trong cộng đồng. Để phòng và điều trị bệnh này thì chúng ta cần phải quy định rõ ràng về việc vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh ăn uống của người dân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này với bác sĩ Võ Thị Vân, khoa tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Vân, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, bệnh tiêu chảy cấp là gì ạ? Tiêu chảy cấp được định nghĩa là đi tiêu phân lỏng trên 3 lần một ngày, phân lỏng hoặc là nhão không thành khuôn và thời gian thì kéo dài dưới 2 tuần. Nếu thời gian mà kéo dài trên 2 tuần thì người ta gọi là tiêu chảy kéo dài. Những nguyên nhân nào gây ra bệnh tiêu chảy cấp thưa bác sĩ? Tiêu chảy cấp do rất là nhiều nguyên nhân, nhiễm siêu vi, vi trùng, ký sinh trùng, không dung nạp với thức ăn, một số tác dụng phụ của thuốc, nhất là thuốc kháng sinh. Đôi khi tiêu chảy cấp biểu hiện trong những bệnh lý đầu tiên của đường tiêu hóa như là viêm ruột hoại tử, viêm ruột cấp, viêm ruột thừa. Tiêu chảy cấp do rất là nhiều nguyên nhân. Tùy theo những triệu chứng đi kèm theo với tiêu chảy cấp như là sốt, ho, ói, phát ban, đau bụng, đau họng và bữa ăn trước đó ở nhà cũng như là thuốc sử dụng trước đó mà chúng ta hướng đến nguyên nhân gây tiêu chảy. Vâng. Vậy quá trình điều trị bệnh tiêu chảy cấp thì chúng ta nên lưu ý điều gì ạ? Trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em thì chúng ta cần lưu ý hai vấn đề quan trọng, đó là thứ nhất là mất nước, thứ hai là nhiễm trùng. Trong tiêu chảy cấp thì niêm mạc ruột của trẻ bị tổn thương, chúng ta cần phải có thời gian để lành lại, ít nhất là 5-7 ngày tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Trong thời gian này, điều quan trọng là chúng ta phải bù nước cho trẻ ở nhà nếu trẻ chưa có chỉ định nhập viện. Lượng nước bù là thường là chúng ta dùng cái lượng dạng Orezon, người ta gọi là nước biển khô. Thì đối với trẻ dưới 2 tuổi thì dùng 50-100ml một lần, 2-10 tuổi thì dùng là 100-200ml một lần. Trên 10 tuổi thì chúng ta cho trẻ uống tùy theo mức độ khác. Lưu ý ở những trẻ bụ bẩm hoặc là béo phì vì dấu hiệu mất nước rất là khó nhận biết. Vậy trong quá trình điều trị tiêu chảy cấp cho trẻ em thì chúng ta nên lưu ý thêm điều gì nữa thưa bác sĩ?
Trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em thì chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là về ăn uống thì chúng ta vẫn cho trẻ ăn uống bình thường để nâng cái sức đề kháng cho trẻ. Những vấn đề nữa là thí dụ như trẻ có dấu hiệu như sốt, lưỡi dơ, tiêu phân xanh hoặc nhầy máu thì chúng ta phải dùng theo kháng sinh để tiêu diệt tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Lúc đó thì phải có chỉ định của bác sĩ, đúng thời gian và đúng liều lượng. Trong thời gian này, điều quan trọng là chúng ta phải bù nước cho trẻ ở nhà nếu trẻ chưa có chỉ định nhập viện. Trong điều trị nhiều nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc, kế đến là doanh nghiệp Việt Nam. 50 doanh nghiệp đã cắt giảm lao động và giải quyết chế độ thôi việc cho trên 4.500 người lao động. Qua khảo sát, hơn 460 doanh nghiệp cho thấy số lao động giảm do thôi việc, mất việc làm chiếm 67,7% trong tổng số gần 52.000 lao động giảm. Tại quyết định số 172/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng vừa ban hành về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIVS giai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung nội dung 3 dự án phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tăng huyết áp và đái tháo đường vào chương trình này so với giai đoạn 2003-2007. Theo đó, với dự án phòng chống sốt xuất huyết, bổ sung mục tiêu giảm 15% tỷ lệ người bị sốt xuất huyết trên 100.000 dân. Với bệnh tăng huyết áp, phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân hiểu đúng về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống tăng huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con đường được mệnh danh là con đường ngoại giao của nước ta. Tuy nhiên, gần một năm nay, với sự thi công chậm chạp và trì trệ của đơn vị thi công, thì con đường này đang gây nhiều khó khăn cho người dân sống hai bên cũng như người đi đường. Theo dự án phê duyệt ban đầu, việc nâng cấp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Văn Trỗi được mở rộng 30m, trong đó mặt đường rộng 22m, vỉa hè và giải phân cách 8m và được ấn định thời gian hoàn tất là vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, sau 30 tháng ì ạch với nhiều lý do, đến ngày 3 tháng 12 năm 2005, dự án mới được khởi công. Hơn nửa năm sau, công trình này mới được thi công nhưng cũng chỉ thi công từng đoạn. Mãi đến cuối năm 2007, việc giải phóng mặt bằng mới hoàn tất. Những tưởng triển khai chậm thì đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng, người dân thành phố lại một lần nữa thất vọng vì đến thời điểm này, đơn vị thi công vẫn chưa tiếp tục thi công giai đoạn 2, giai đoạn đi vào hoàn thiện. Cái tiến độ thi công rất là chậm. Nhiều khi một ngày trời á, từ sáng đến chiều thì không thấy anh em công nhân xây dựng nào họ làm cả. Thì tối họ làm chỉ có vài ba tiếng thôi, rồi họ lại đi đâu nữa. Mà với nếu mà làm với cái tốc độ đó thì có lẽ chị cũng hiểu rồi đó, làm với cái tốc độ ngày mấy tiếng thì không biết đến bao giờ mới kết thúc được. Ghi nhận của chúng tôi trên suốt chiều dài của dự án này, chưa một đoạn nào hoàn chỉnh. Mặt đường nham nhở, loang lộ ổ gà, được dặm vá một cách cẩu thả. Đó là chưa kể đến hàng loạt lô cốt kéo dài, gây cản trở lưu thông và bức xúc cho công chúng. Thường hay là rất là kẹt xe. Thứ nhất là buổi sáng, những giờ cao điểm và buổi chiều, có khi đó trời mưa đó kẹt mấy tiếng đồng hồ luôn. Thậm chí là những cái người mà đi lên phi trường, người ta đi trước 2-3 tiếng đồng hồ, chạy tiếng máy bay luôn. Đó thì là không đi được. Chủ quan đó là nó rất là phiền phức cho những cái người dân ở hai bên lề đường này. Mà từ thật ra đó, cái này đã có chút xíu này thôi là mà làm cả là gần cả năm trời nay mà một cái khoảng đường ở chừng một cái số mà cứ cà rịch cà tan. Làm đó một ngày đó có khi nghỉ cả một tuần lễ bắt đầu làm lại. Rồi làm chừng mấy tiếng đồng hồ đó giống như là nó che hai bên đó là mắc dẫn trên đường Trường Sơn, nó làm gì trong đó không ai biết được ở trong đó cái đó. Không những ở đây mà bao nhiêu là cái con đường mong muốn mà rồi báo chí nói cũng như không đó. Hiện nhà thầu trúng thầu thi công trên tuyến đường này đã bị thay thế và chủ đầu tư chọn giải pháp chia gói thầu trên ra làm nhiều gói thầu nhỏ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ đến mức độ nào và dự án sẽ hoàn thành trong thời gian ra sao vẫn chỉ là những lời hứa và những câu hỏi lớn từ công chúng. Con đường ngoại giao của thành phố Hồ Chí Minh không biết bao lâu mới có thể hoàn thành sứ mệnh ngoại giao. Quý vị khán giả thân mến, làm sao để có thể hạn chế chứng giảm trí nhớ hay còn gọi là đãng trí, một căn bệnh thường gặp phải ở người già? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Lưu Xuân Thu, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quý vị nhé. Xin chào bác sĩ.
Chào Thanh Vân, chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, cơ cấu hoạt động của trí nhớ gồm có những đặc điểm gì ạ? Cái trí nhớ là một cái hoạt động cao cấp của cái não người. Mọi cái tích lũy từ cái cuộc sống, từ cái công việc, từ cái môi trường xung quanh, từ cái việc học tập và cái nghiên cứu khoa học sẽ tích lũy lại một cái lượng thông tin, và chính những cái lượng thông tin đó nó trở thành một cái vốn, gọi là những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức, thì gọi là cái trí nhớ. Và hôm nay hãy tận hưởng niềm vui và cảm xúc mãnh liệt với Olympic Bắc Kinh 2008 bằng những hình ảnh sắc nét của HTTV. Hãy gọi 910-4746 để đăng ký HTTV. Những sẻ tay mạnh mẽ, lòng quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết không biên giới, hơn 10.000 vận động viên tham gia thi đấu 28 môn thể thao, tất cả đều thể hiện thông điệp một thế giới một giấc mơ của Olympic Bắc Kinh 2008. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi đến quý vị và các bạn tất cả những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần qua các chương trình đặc biệt như Tiến tới Olympic, Đi cùng Olympic và các chương trình tường thuật trực tiếp 28 môn thể thao tại Olympic Bắc Kinh sắp tới trên sóng HTV2 hàng ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chúng ta đã nghe vang danh biệt đội nữ du kích Hoàng Ngân trong thời chống Pháp. Nay, người xem có dịp chiêm ngưỡng khí phách hiên ngang của những người nữ tình báo trước kẻ thù. Bộ phim dài 3 tập, chỉ gói gọn trong những khoảnh khắc cuộc đời của nữ anh hùng Bùi Thị Cúc. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ từ ngày 18 đến 20 tháng 8 trên kênh HTV9. Có chịu được cái đòn đánh hay không? Nếu hai cô đọc được thì mới cho vào chợ. Chữ gì đây? Nước Việt Nam độc lập muôn năm. Toàn dân tích cực, diệt giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm. Kinh nghiệm của thượng sĩ già. Học nghe con. Được, mày được. Ngồi yên nghe. Tao bảo đảm mày được. Ngồi yên lên bảo nghe. Mẹ ơi, tha tội chứ con. Không, chết con. Chính con đã cướp mất bàn tay của mẹ. Bắc Thái Salem, có thể tao phải hứng mấy viên đạn. Kệ nhiên hơn. Đau mày nhẹ nhẹ. Nhẹ đi. Lại đây, lại đây cho biết. Cảm ơn quý phụ. Con muốn đi con, từ từ, cứ chừng sạc, từ từ thôi con. Dòng họ này cảm ơn con nhiều lắm. Con đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Con đã kim quy tử cho dòng họ này. Bên bển thì không có kêu là tía hay ông nội đâu nhiều lắm. Ở đó người ta chỉ kêu là... Tía con kêu là mày con. Ông nội cũng mày luôn. Trời, con có hào hào cái kiểu gì mà mày tao không vậy? Con bán nhà rồi nội với tía con. Ở đâu? À, hai vú, vú vị chữ lão. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ. Đó là máy bay của bố. Anh nợ cậu bé lời xin lỗi đấy. Một nhân viên FBI về hưu, nhưng làm phi công cho một công ty vận chuyển. Khi hay tin người bạn thân bị sát hại, anh lao vào điều tra với sự giúp đỡ của bạn bè và kỹ năng nghiệp vụ vốn có. Phim truyền Phút Bay thuộc thể loại điều tra, cuốn hút từ đầu đến cuối giữa cuộc chiến công lý và tội ác. Phim được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút tối Chủ nhật 24 tháng 8 trên kênh HTV7. Chào quý vị, các em thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay,
Mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 19 giờ chương trình Khuấy động nhịp đam mê. 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, vấn đề thường gặp mùa tựu trường. 19 giờ 50 phút Thế giới 24 giờ, 20 giờ Trung sức. 21 giờ cầu truyền hình Đức sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác. 21 giờ 10 phút Tí sự hành trình theo chân Bác. 21 giờ 20 phút Nốt nhạc vui. 22 giờ 10 phút Đêm nhạc. Bạn có năng khiếu ca hát và khát vọng thành công? Bạn muốn trở thành ngôi sao ca nhạc được khán giả cả nước biết đến? Có cơ hội học tập và biểu diễn giao lưu tại các nước trong khu vực? Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực với Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008. Ma túy luôn là hiểm họa cho tất cả mọi người, không chỉ hủy hoại sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, nhân cách con người, mà còn đe dọa cuộc sống an lành, hạnh phúc của bao gia đình, gây nguy hại đến sự phát triển của xã hội. Vì thế, việc đấu tranh phòng chống ma túy luôn được chính quyền các cấp và người dân quan tâm. Phường 14, quận 8 vốn là địa bàn trọng điểm về ma túy. Tình hình buôn bán và sử dụng ma túy ở phường 14 đã diễn ra vô cùng phức tạp từ nhiều năm trước. Do đó, chính quyền địa phương rất quan tâm trong việc đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm. Với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, Công an phường 14, quận 8 đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy sử dụng trái phép. Đến nay, tình hình an ninh trật tự của địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian trước thì nó có một ít cái hiện tượng từ cái ma túy mà của khu khác nó chuyển hóa lên, nhưng mà qua cái chuyển hóa của cái địa bàn khu phố với quận đó, thì đến nay là trật tự an ninh của khu phố tôi về ma túy rất là ổn định, không có cái tình trạng là coi như là như những cái trường hợp khác của khu khác. Cụ thể như là gần đây thì khu phố cũng có thành lập cái đội dân quân tự vệ đó, thì ban đêm thì vẫn tuần tra canh gác với mấy anh khu vực, thì một đêm như thế là đi cũng 2-3 vòng để đảm bảo rồi ngăn ngừa cái tình trạng ma túy nó lân la. Cái đây là cũng nhờ là chính quyền địa phương đó, với lại mấy anh công an ở chỉnh, thành ra là ở đây không có buôn bán mấy cái đó, chỉ mấy khu phố thì không biết làm sao, nhưng mà khu phố này thì không có. Ngày là phát động cái phong trào mà toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc á, là công an phường cùng ủy ban dân phường kêu gọi người dân tham gia để phòng chống các tệ nạn ma túy, cũng như là giảm bớt về cái tệ nạn ma túy mà ba giảm. Thành ra là được tổ chức họp thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia, cho nên là người dân của phố ba chúng tôi cũng đã tham gia tích cực. Được sự chỉ đạo của quận ủy, ủy ban cũng như của ban chỉ huy công an quận, thì đảng ủy, ủy ban dân phường đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an phối hợp để tập trung chuyển hóa về tình hình phức tạp về ma túy của toàn phường. Thì trong thời gian qua, địa phương đã nỗ lực đã chuyển hóa được 2 địa bàn, tại vì địa bàn này nó có những con hẻm chằng chịt chi chít mà có thể tội phạm nó dựa vào đó để nó hoạt động, mà lực lượng công an nói chung là tụi tôi làm cật lực, nhưng mà cũng khó khăn một phần nào đó trong công việc mà truy bắt đối tượng phạm tội. Riêng các đối tượng mà tái hòa nhập cộng đồng về mặt địa phương thì có tổ cán sự xã hội phân các đồng chí trong tổ cán sự xã hội hàng tuần tiếp xúc với các em, cũng như là tổ cán sự xã hội là một tháng họp 2 lần để nắm lại tâm tư nguyện vọng của các em. Các em tái hòa nhập cộng đồng hiện nay á, là địa phương cũng đã chống dột cho 1 căn, và 1 căn là xây dựng nhà tình thương, trong đó thì có trợ vốn cho 6 em để sản xuất tại gia đình, và 3 em thì cũng đang là trợ vốn để các em học nghề. Phòng chống triệt phá ma túy là điều không thể không làm, nhưng mở ra một con đường mới cho những người sau cai nghiện lại là vấn đề nan giải gấp bội. Khi sự kỳ thị của những người xung quanh, những khó khăn do thiếu việc làm đã cản bước họ trở lại với cuộc sống của một con người đúng nghĩa. Làm thế nào để người sau cai nghiện được thật sự hòa nhập, sống tự tin, ổn định, không mặc cảm và không tái nghiện?
những trăn trở, nhiều giải pháp đã được nhiều địa phương đưa ra để vận động mọi người. Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân trong phòng chống ma túy là rất cần thiết, nhằm tạo được môi trường sống trong sạch, thân thiện và gần gũi để đón nhận những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ thoát khỏi cám dỗ của ma túy. Cai nghiện về nó vẫn đi làm, cũng bỏ lâu rồi, từ về lại bắt đầu đi làm, nó vợ nó con nó bỏ luôn rồi, nó không có tái nghiện rồi. Còn vấn đề ở đây, ở khu phố này thì... Thông báo của ban tổ chức cuộc thi chuông dàm giọng cổ lần 3 năm 2008 nhằm góp phần thừa kế, phát triển và tôn vinh những giá trị của nền âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm kiếm và phát hiện những giọng ca mới cho sân khấu cải lương truyền hình. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi chuông dàm giọng cổ lần 3 năm 2008. Thể lệ tham gia cuộc thi như sau. 1. Các thí sinh nam nữ, độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong cả nước yêu thích nghệ thuật cải lương đều có thể đăng ký dự thi. 2. Các thí sinh đến ghi danh mang theo một tấm ảnh 3x4, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết có dán ảnh để tính độ tuổi theo quy định. 3. Thời gian đăng ký. Buổi sáng từ 8:30 đến 11:00, buổi chiều từ 14:00 đến 16:30, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tại 4 địa điểm như sau. A. Tại Bạc Liêu, ghi danh từ ngày 8 đến 14 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, số 125 đường Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, ngày thi sơ tuyển 15 tháng 9 năm 2008. B. Tại Cần Thơ, ghi danh từ ngày 10 đến 16 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, khu Bãi Cát, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, ngày thi sơ tuyển 17 tháng 9 năm 2008. C. Tại Tiền Giang, ghi danh từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, ngày thi sơ tuyển 19 tháng 9 năm 2008. D. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi danh từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngày thi sơ tuyển 22, 23, 24 tháng 9 năm 2008. 4. Các thí sinh ăn mặc đẹp, lịch sự và có thái độ đúng mực trong việc ghi danh và tham gia các vòng thi. 5. Các thí sinh dự vòng sơ tuyển hát 2 câu giọng cổ tự chọn đã đăng ký. 6. Sau vòng thi sơ tuyển tại các khu vực, ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh vào vòng bán kết được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh chung kết của các lần thi trước được ưu tiên tuyển thẳng vào vòng bán kết, riêng các thí sinh đã được chuông vàng, chuông bạc và giải ba không được đăng ký dự thi. 7. Kể từ vòng chung kết, 10 thí sinh sẽ được tổ chức bồi dưỡng thêm các kiến thức về ca diễn giúp hoàn thành tốt các bài thi của thí sinh. 8. Các thí sinh được chọn vào đêm chung kết sẽ nhận được những giải thưởng có giá trị. 9. Các thông tin về cuộc thi sẽ được thông báo trong các buổi phát hình trên HTV, trên website www.chuongvangdongco.vn, trên sóng FM và trước cổng đài. Ban tổ chức cuộc thi chuông vàng giọng cổ lần 3 năm 2008. HTVC mời các bạn yêu ca hát tuổi từ 15 đến 30 hãy cùng tham gia video clip của bạn với những ca khúc Việt Nam, nhận CD, VCD, DVD từ 1 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2008 tại số 16A Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Video clip của bạn bắt đầu phát sóng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 trên kênh HTVC Ca Nhạc và trên kênh HTV9 ngày Chủ nhật hàng tuần. Gọi 910-4746. Hãy cùng tham gia các bạn nhé! Thuở xa xưa, truyền hình đen trắng. 1987, truyền hình màu trên HTV. 2008, truyền hình độ nét cao HDTV trên HTVC. Hãy gọi 910-4746 để đăng ký HDTV. Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2008 bước vào giai đoạn tiếp theo với hẹn nhiều điều thú vị và hấp dẫn, đó là những đêm thi chung kết. 12 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng bán kết sẽ hội ngộ và tranh tài ở đêm thi chung kết đầu tiên diễn ra vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 9 năm 2008. Họ sẽ thể hiện phần thi của mình như thế nào? Mời quý khán giả đón theo dõi và cổ vũ cho 12 thí sinh tham gia đêm thi chung kết đầu tiên của cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2008. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 9 năm 2008 từ nhà hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Live show đêm hội ngộ album vàng tháng 9 là đêm hội tụ của các ca sĩ đoạt giải album xuất sắc và album được yêu thích nhất do hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn, với sự tham gia của 12 ca sĩ Phương Thanh, Anh Khoa, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Nguyên Vũ cùng nhiều ca sĩ khác sẽ đem đến chương trình một đêm hội ngộ đầy màu sắc và hấp dẫn. Live show được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:30 ngày 8 tháng 9 năm 2008 trên kênh HTV7. Nói và làm, diễn đàn đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và lãnh đạo chính